And here comes the flags of the Southeast Asian Games Federation and the SEA Games. Carrying the flags are 8 representative Vietnamese athletes. Vận động viên Điền Kinh Bùi Thị Thu Thảo, huy chương vàng ASEAN 2018. Bùi Thị Thu Thảo, gold medal, track and field Asian Games 2018. Đô cử Hoàng Thị Duyên, huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines. Hoàng Thị Duyên, weightlifting, gold medal at the 30th SEA Games.